Dustin Poirier tuyên bố sẽ không có mối tư thù nào trước cuộc tái đấu với Conor McGregor. Sau 6 năm, cái đầu nóng của Dustin Poirier xưa kia đã được thay bằng một sự điềm tĩnh trước trận tái đấu với Conor. Tại UFC 257 vào ngày 23 tháng 1 năm 2021, Dustin Poirier sẽ đứng trước cơ hội đòi lại trận thua 6 năm trước với Conor McGregor. Khi đối đầu ở UFC 178, cả Conor và Dustin đều là những ngôi sao đang lên ở hạng featherweight. Nhưng chiến thuật tâm lý từ Conor đã khiến chính Dustin Poirier thừa nhận bản thân bị mất bình tĩnh khi chạm mặt đối thủ trên võ đài. Trận đấu năm xưa giữa Conor và Dustin kết thúc nhanh chóng chỉ sau 96 giây với một cú móc trái của The Notorious, tạo tiền đề để Conor gia nhập những võ sĩ được xếp hạng và tiến tới thành công sau này. Trước cơ hội đòi lại trận thua năm xưa, Dustin Poirier của năm 2020 khẳng định bản thân đã quên đi những sai lầm của quá khứ, rằng khán giả sẽ thấy một The Diamond hoàn toàn khác so với trước đây. Giờ đây chúng tôi đã là những võ sĩ trưởng thành, kinh nghiệm và kiên định hơn. Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khác, Poirier cho biết. Tôi đã quá cảm xúc ở trận đấu đầu tiên với tâm thế muốn hủy diệt anh ta. Sẽ không còn Dustin như xưa, không còn mối tư thù nào trong tôi vào lúc này cả. Đây chỉ đơn giản là việc tiếp tục tiến lên và giúp gia đình tôi có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Tất cả chỉ là công việc. Trong trận đấu gần nhất, Dustin Poirier đã chiến thắng thuyết phục Dan Hooker tại UFC Vegas 4 hồi tháng 6 vừa qua. Anh được cho là võ sĩ có lối đánh đôi công hấp dẫn nhất ở hạng nhẹ nói riêng và UFC nói chung ở thời điểm hiện tại. Ngược lại, kể từ sau cú knockout Donald Cerrone ở UFC 246 hồi đầu năm, Conor McGregor mới chỉ quay trở lại sàn tập vài tháng gần đây. Tái xuất tại UFC 257 cũng là lần trở lại hạng nhẹ của Conor kể từ trận đấu với Khabib vào năm 2018. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Conor McGregor quá xuất sắc khi so tài Khabib Nurmagomedov. Cựu vô địch hạng nhẹ UFC Rasa Even cho rằng việc Khabib Nurmagomedov hoàn toàn áp đảo trước Justin Gaethje đã nói lên sự xuất sắc của Conor McGregor. Trước khi UFC 254 diễn ra, nhiều chuyên gia đã cho rằng Justin Gaethje sẽ là bài kiểm tra khó khăn với Khabib. Tuy nhiên thực tế trong lòng bát giác lại hoàn toàn trái ngược. The Highlight bị hoàn toàn bất lực và đành chấp nhận thất bại knockout ngay ở hiệp đấu thứ 2 sau khi bị bất tỉnh vì đòn khóa tam giác của nhà vô địch hạng nhẹ. Giống như hầu hết mọi người, cựu vô địch hạng nhẹ UFC Rashad Evans cũng ấn tượng với màn trình diễn của võ sĩ người Nga. Tuy nhiên, anh ấy cảm thấy chiến thắng đó cũng có phần nào nói lên kỹ năng xuất sắc của Conor McGregor. Đây là điều Conor McGregor đã cho tôi thấy sau khi chứng kiến những gì Khabib đã làm với Justin Gaethje. Anh ấy đã cho tôi thấy rằng anh ấy là một trong những người giỏi nhất để làm điều đó. UFC Hall of the Fame chia sẻ với Morning Combat. Theo cựu võ sĩ 41 tuổi người Mỹ, thì kỹ năng vật của Khabib Nurmagomedov là quá xuất sắc và hiếm có đối thủ nào có thể tiếp tục đứng lên sau khi bị võ sĩ người Nga đưa xuống sàn, như cách mà Conor McGregor đã làm ở UFC 229. Conor McGregor bị quật ngã nhiều lần, nhưng vẫn có thể đứng dậy. Anh ta đã khiến Khabib không thể giữ mình lại, và đó là điều mà người khác không thể làm trước Khabib. Rasa Evans tiếp tục. Anh ta liên tục lùi lại và thậm chí anh ta đã thắng một hiệp sau khi bị quật xuống sàn một vài lần. Vì vậy điều đó cho nhiều người thấy Conor McGregor giỏi như thế nào. Rasa Evans không phải là trường hợp duy nhất khẳng định Conor McGregor mới là bài kiểm tra khó nhằn nhất mà Khabib Nurmagomedov từng gặp. Trước đó các huấn luyện viên của võ sĩ người Nga cũng khẳng định điều này. Cũng liên quan đến Khabib Nurmagomedov, sau khi bảo vệ thành công danh hiệu hạng nhẹ tại UFC 254, võ sĩ người Nga đã tuyên bố giã từ sự nghiệp MMA. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc đai hạng nhẹ đã bị bỏ trống và những ứng viên như Conor McGregor, Dustin Poirier đang được nhắc đến. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Pacquiao sẽ có trận đấu dễ dàng trước McGregor. Huấn luyện viên của Manny Pacquiao, Fred Rush, đã đưa ra nhận định của mình về cuộc so tài giữa Pacman và Conor McGregor.
từ hôm thứ Sáu, những cuộc bàn luận về trận đấu giữa McGregor và Pacquiao đã quay trở lại. Sau những đàm phán cùng chủ tịch UFC Dana White không đi đến đâu hồi tháng 2, Guardian cho biết anh sẽ thượng đài với nhà vô địch người Philippines ở Trung Đông trong trận đấu kế tiếp. Và không mất nhiều thời gian, người huấn luyện danh tiếng của Pacquiao là Ross đã góp mặt trong câu chuyện nóng hổi này. Và khi Pacman không được biết đến là người thích phát biểu trên truyền thông, thì huấn luyện viên người Mỹ chính thức lên tiếng thay cho võ sĩ 41 tuổi được mình rèn luyện. Nếu đây là sự thật, Manny Pacquiao sẽ có một trận đấu dễ dàng hơn trước The Notorious MMA so với lúc cậu ấy đối đầu với Hitman Hatton. Pacquiao từng chạm trán Ricky Hatton vào năm 2009 trong trận chiến giành danh hiệu IBO và The Ring hạng bán chung. Kết quả là tay đấm đến từ Đông Nam Á đã hạ gục đối thủ người Anh chỉ bằng 2 hiệp bằng một cú đấm tay trái trừ danh. Dù võ sĩ người Philippines không còn như thời điểm nói trên với McGregor, anh cũng không phải quá quen thuộc với boxing. Ngôi sao người Ireland chỉ mới tham dự một trận quyền Anh chính thống duy nhất và đó là trận thua Floyd Mayweather vào năm 2017. Lúc này McGregor đã quay lại tập luyện trên võ đài với sự trợ giúp nhiệt tình của người tập lâu năm John Cavana. Trận đấu gần nhất của gã điên là một chiến thắng knockout trước Donald Cerrone tại UFC 246 đầu năm nay. Với Pacquiao, lần cuối cùng anh thượng đài là vào tháng 7 năm ngoái. Lúc đó, lão tướng sinh năm 1978 đánh bại Keith Thurman để giành đai WBA ở tuổi 40. Cho đến lúc này, Pacman vẫn giữ danh hiệu nói trên mà chưa có người thách đấu. Emmanuel Daripran Pacquiao sinh ngày 17 tháng 12 năm 1978 tại Kimbagwe, Philippines. Ngoài tên chính thức, anh được mọi người biết đến với biệt danh Pacman. Không chỉ là võ sĩ quyền Anh, Pacquiao còn là thượng nghị sĩ của Philippines và anh cũng lên kế hoạch tranh cử tổng thống đất nước này trong thời gian tới. Hiện tại, tay đấm 41 tuổi đang giữ danh hiệu WBA Super và là người duy nhất trong lịch sử từng giành đai vô địch ở 8 hạng cân. Trong tổng số 71 trận thi đấu, Pacman thắng 62 trận, 39 lần hạ gục đối thủ, hòa 2 trận và thua 7 trận. Niềm tự hào của Philippines từng đánh bại những tên tuổi như Timothy Bestley, Juan Manuel Masquez, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya. Trên võ đài, Pacquiao là tay đấm rất nhanh nhẹn và chính xác trong các pha ra đòn. Vũ khí lợi hại của anh là những cú đấm tay trái cực mạnh, có thể lập tức vô hiệu hóa đối thủ. Điểm hạn chế của nhà vô địch WBA là với chiều cao 1m68, anh thường gặp bất lợi trước các võ sĩ cùng hạng cân. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.